để bên đó giùm cô đi con. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Wow, nhà bà trang trí đẹp thật. Mấy cái thiết kế nhà hả? Một tay mẹ tôi làm hết đó. Mẹ để lại cho tôi hết chứ bây giờ kêu tôi làm lại. Dạ, con chào cô, mới đi học về. Ờ, cô chào con. Dạ. Ồ, con bà đó hả? Màu lớn thật, tôi nhìn không ra luôn đó. Ê, không phải đâu. Con bé này hả, là em gái của con bé giúp việc hồi nãy á. Hai chị em nó sống chung với gia đình tôi, giống như người trong nhà vậy. Dạ, con xin phép cô đi lên ạ. Nè, lát ở lại ăn cơm với tôi nha. Ôi, có giòn chưa? Dọn cơm lẹ ơi, con đói bụng quá à. Con bé Lâm Chi nè, nó mới là con gái của tôi đó. Nè Lâm Chi, đi qua đây chào cô đi con. Ôi, mới học về con đói bụng lắm á. À, Lâm Chi, nghe mẹ nói nè, qua đây chào cô đi con. Ôi, con mệt lắm rồi. Tại nó mệt. Mẹ không còn thương con nữa hả? Sao lại làm như vậy với con? Cũng tại của cô đáng ghét đó rồi. Lâm Chi à, từ đây về sau con đừng có nói cái chữ đồ đáng ghét nữa nha. Các ba cũng vậy luôn hả? Con đã làm gì sai chứ? Cũng tại cô đáng ghét đó rồi mà. Không phải. Lâm Chi của ba xinh đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Nếu mà con không nói từ đồ đáng ghét nữa, con sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. À, thôi bây giờ về đi. Nếu từ đây về sau con không nói chữ đồ đáng ghét nữa, ba sẽ mua búp bê cho con, chịu không? Ba nói thiệt không? Đương nhiên là thiệt rồi, con nói là con muốn mua thêm búp bê nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy từ đây về sau đừng nói chữ đồ đáng ghét nữa, ba sẽ mua búp bê ha. Dạ, móc miếng. Đã đóng dấu. Anh ơi cho em đi cam ép. Dạ rồi. Nhiêu tiền? Của chị 35.000 ạ. Không cần phải cúi đầu chào tôi vậy đâu. Cô làm tôi ngại quá. Cô cúi đầu chào anh nào? Ủa? Vậy là không phải cô cúi đầu chào tôi hả? Mất mới thì tôi phải cúi đầu chào anh. Vậy coi như tôi xin lỗi cô nha. Hay là cô ngồi đây đi. Tôi đến giờ phải đi rồi. Anh ơi, nhớ hết tiền cho em nha. Dạ rồi chị. Chào cô. Ê, tôi không phải cúi chào anh đâu nha. Có thấy rớt mớp không? Thì tôi có nói gì đâu. Hẹn gặp lại ha. Ôi đâu kỳ cục vậy trời. Anh ơi, dọn ly giùm em. Dạ rồi, đợi tiếp. Nhớ thấy là 65.000 nha anh. Dạ đi lấy cam của chị đây ạ. À. Nè, cái đồ này TV này là của ai? Là của bạn. Chưa được chủ nhân cho phép mà dám xem TV hả? Cái đồ đã... Đưa remote TV đây, cái đồ đã... đồ đáng ghét nhưng mà mình không gọi đồ đáng ghét được. Thiệt là bực mình. Alo. Cái đồ đạc. Sao? Thiệt là phiền phức. Cái đồ đạc. Điện thoại kìa. Bạn gọi mình hả?
hãy chuyển máy cho Tâm Anh giùm tôi. Điện thoại của cái đồ đạc. Cái người muốn gặp á. Hả? Là chị Julian hả? Ờ, nhưng mà sao hôm nay bà chịu gọi tên mình rồi hả? Gọi thì sao? Đâu có gì đâu. Được bạn gọi tên là mình thấy vui lắm rồi. Dạ. Dạ con nè. Con chào chú Julian. Thiệt là bất minh. Đồ đáng ghét. 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 Ôi, sao đi đâu cũng thấy chữ đồ đáng ghét hết trời trời. Chị, tao về rồi hả? Chị dọn khi nào xong vậy? Bộ có chuyện gì hả? À, cái gì thật á? À, cũng sắp xong rồi. Xong rồi tôi lên liền nha. Ok. Được không thầy? Đã nói đừng gọi em là thầy rồi mà. Nghe kỳ cũng chết luôn á. À, sao mấy cái câu này nó khó vậy ta? Cứ từ từ cũng được mà. Cái câu này là câu giả định. Mà mấy cái câu giả định thì mình sao nên mấy câu giả định này là à, tôi đi xuống bếp chút nha. Vậy hả? Ừ. Xuống bếp làm gì? Tại hồi nãy tôi có nấu nước á, chắc giờ là sôi rồi đó. Thì chị đây đi, đi lên chợ. Thôi cậu cứ ngồi ở đây đi, việc của cậu mà, việc đó của tôi. Đi lẹ lẹ lên học nha. Vô đi. Xin lỗi thầy nhiều nha. À, không có sao. Vô đây học tiếp nè. Đây, tiếp tục. Hồi nãy em nói cái câu này là cái câu giả định đúng không? Thì đáp án của nó là câu B. Rồi, biết tại sao nó là câu B không? Là tại vì cái từ mai nè. Từ mai này nè. Nó là... Ủa sao chị cười vậy? À, không có gì. Thầy giảng tiếp đi. Cái từ may này nè, nó là thì quá khứ của động từ may đó, cho nên là mình vẫn có thể áp dụng nó vào những cái câu ở thì hiện tại đó, cho nên là đáp án B. Hiểu chưa? Đó rồi, qua cái câu thứ hai nè. Đó, cái câu thứ hai này là câu này đó, mà cảm thấy câu này là câu C. Mấy người là C, ghi vô mấy câu C. Mấy C là cơm xong rồi đó, em xuống ăn nha. Thôi em không muốn ăn đâu. Ủa sao không ăn? Hay là để chị mang lên nha. Em nói nó không ăn rồi mà có đồ đạc. Đau răng. Ủa em bị đau răng hả? Vậy để chị nói mẹ em đưa tới nha khoa nha. Em đã nói là không cần rồi mà có đồ đạc. Ừ vậy thôi, chừng nào muốn ăn thì xuống nha. Chiến nha, chiến nha. Hai cậu nghỉ tay ăn cái này nha. Mới chiên ngon lắm á.
gì vậy chị? Ừ, chú Chiên đó. Chú Chiên hả? Ê chị ơi, bạn em nó không thích món này đâu. Hả? Nó không thích ăn chú Chiên. Nói vậy? Sao biết không thích ăn chú Chiên? Ủa, bộ còn không thích ăn chú Chiên hả? Đúng rồi đó, đó chị. Ồn quá, ồn quá, bạn ồn quá. Không có đâu chị, cảm ơn chị nhiều nha. Con thích ăn chú Chiên lắm. Vậy hai cậu ăn đi nha, khi nào xong nói tôi dọn cho. Dạ. Ủa bạn ơi, tôi nhớ ngày xưa bạn nói là bạn không thích ăn chú Chiên mà. Ừ, đâu gần, có gần. Ủa làm gì? Sao nằm đây, không đi chơi hả? Con bị đau răng. Đau răng hả? Con thấy đau lắm không? Con thấy đau. Vậy không được rồi. Bây giờ ba cũng xong công việc rồi, để ba chở con đi nha sĩ nha. Đúng là cái găng đồ để... Không, cái găng đồ dễ thương. Có sao không bác sĩ? Bé có một cái răng sâu, chỉ cần chám răng sữa lại là được anh ạ. Thôi con không chám đâu, chám còn đau. Là chị ngoan, chỉ cần chám răng sữa lại được, không đau chút nào hết á. Đúng rồi con. Thôi con không tin đau, con không tin. Cô ơi con về nha cô. Hai ba con về nha. Dạ. Con có thấy cô đúng giữ lời hứa của con không nè? Dạ đúng rồi cô. Răng con còn đau nữa không? Dạ không, bây giờ nó kiểu nó bình thường rồi cô. Thế hả? Mà mém xíu nữa hồi nãy con nói cô bằng cái đồ đạc. Con nói như vậy. À, bé khen cô dễ thương. Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ về con được ăn thịt sườn được không cô? Thoải mái con, một tiếng nữa không ăn nha. Dạ. Ôi yes, được ăn. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Về hai con về nha. Dạ. 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 Thấy chưa? Cãi ba không mà, ba nó không có tao mà cãi ba. Vậy bây chị giờ... ba giỏi quá. Ba hứa với con thêm một điều nữa được không ba? Nói đi. Ba cõng con xuống dưới đi. Tưởng gì? Lên. Ok. Yeah. 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 Ủa hết đau chưa mà tung tăng vậy cô? Vậy con hết đau rồi. Bây giờ con có thể ăn sườn mà nhai luôn xương luôn đó ba. Ghê. Yeah. À mà ba. Hả? Mình sắp hết ngày rồi đó ba. Ba nhớ ba mua búp bê cho con nha. Nhớ rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ vẫn còn thời gian nghe chưa? Ok ba. Ừ. Hoàng xí ba. Cái gì vậy? Đợi con xíu nha. Con nhỏ này chạy cho chừng té đó. Sườn nướng là của tao mà. Mình xin lỗi. Mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Mày con dối rồi mày đòi thêm bà Tiên nữa hả? Đúng là dám cửa nhà gạn dụng tôm nè. Một miếng một miếng. Trời đất ơi trời. Trời ơi. Mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Cái đồ đáng ghét. Làm chi con làm vậy? Sao con con không nói con đồ đáng ghét con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt sườn của tao hả? Đồ đáng ghét. Con tâm tâm đáng ghét mày dám hả? Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. Chiến thuật thất bại rồi em ơi. Làm chi lại nói câu đồ đáng ghét nữa rồi. Em cũng biết ngay mà. Làm sao mà nó thay đổi được chứ? Cái đó thuộc về thói quen của nó rồi. Cái bộ cái câu nói đó nó đã ăn sâu vô máu của nó rồi còn gì. Nhưng mà không biết từ lúc nào Lâm Chi lại nói cái câu đó vậy ta? À, em nhớ rồi. Hình như lúc đó là Lâm Chi ơi, Lâm Chi à, Lâm Chi à, Lâm Chi ơi. Nói cho mẹ nghe đi. Con nói chuyện với mẹ đi. Anh ơi, Lâm Chi sao giờ này nó còn chưa biết nói nữa vậy? Mấy đứa con nít bằng tuổi nó là biết nói hết trơn rồi. Chắc tại con nó hơi chậm thôi, em đừng có lo quá. Sao mà không lo? Anh biết là Lâm Chi nó mấy tuổi rồi không? Nói Lâm con. Chi ơi, quà. Quà, Lâm Chi đang làm gì đó? Ba. Vậy? Sao anh đi lại thả bom vô mặt con nít như vậy? Thì ba giỡn với cháu mà. Ai mà giỡn kỳ cục vậy à? Giờ tôi giỡn với cháu tôi không được hả? Đồ đang ghét. Trời ơi, nó mới nói cái gì bỏ chết. Lâm Chi, Lâm Chi, con mới nói gì vậy Lâm Chi? Con nói lại gì? Cho mẹ nghe đi Lâm Chi. Con nói lại đi con. Anh ơi,
Ủa bộ con nói ông là đồ đáng ghét hả? Con nói là đồ đáng ghét hả? Con nói lại đi, nói lại đi. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét kìa. Ủa mà sao ba, sao nó biết nói cái câu đồ đáng ghét vậy? Làm sao ba biết được, ai mà biết. Thôi kệ nó đi, nói nữa đi con, nói nữa đi con. Đồ đáng ghét. Sao sao mà nó cứ dòm ba mà nó nói bồ đáng ghét là sao nhỉ? Nói lại đi con, nói lại đi con.